Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước các em đã được học về phần Skill 2, cũng là phần cuối cùng của Unit 8. Vì vậy trong bài học ngày hôm nay các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức mà các em đã học thông qua phần Looking Back and Project. Đối với phần bài học ngày hôm nay thì các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ các từ vựng để miêu tả về con người cũng như là đặc trưng về các địa điểm ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, đối với phần ngữ pháp các em cũng sẽ được ôn về các thì hiện tại và ôn về thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần mềm IC Books để xem thử đối với phần ôn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ được ôn những kiến thức cụ thể gì nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên Activity 1 trong phần ôn tập phần Looking Back. Vocabulary 1. Match the words with the definitions. Đối với hoạt động đầu tiên này, các em sẽ nối các từ ở bên cột trái với định nghĩa của nó ở bên cột phải, definitions. Ví dụ như từ đầu tiên ta có lock. Lock là một cái hồ hoặc một cái vịnh nhỏ. Và chúng ta sẽ thấy có một từ mô tả cho từ này. Định nghĩa được cho từ này đó chính là câu C, a Scottish word for lake. Nó là một cái từ của người Scotland. Từ này mang nghĩa là lake, một cái hồ. Hay như ở vị trí số 2, ta thấy từ này là từ kilt. Ta có từ kilt là một cái váy mà có truyền thống bắt nguồn từ váy nam, váy của những người nam ở phía bắc Scotland. Vì vậy, chúng ta có thể nối đáp án 2 với E, a male skirt, which is often worn on special occasions. Một cái váy nam mà thường được mặc vào những dịp lễ đặc biệt. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử đối với các từ còn lại chúng ta sẽ đưa ra các định nghĩa nào cho phù hợp. Và sau khi hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút Submit ở cuối cùng để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Choose the best answer, A, B, or C, to complete the sentences. Đối với hoạt động số 2 này, các em sẽ lựa chọn đáp án đúng nhất, đáp án A, B hoặc là C để hoàn thành câu bên dưới. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Australia has the biggest in the world. Nước Úc có cái gì đó lớn nhất trên thế giới. Đối với câu này, chúng ta sẽ thấy với các bài chúng ta đã học ở trước thì chúng ta được biết đến nước Úc nổi tiếng về các trang trại gia súc lớn nhất thế giới, vì vậy chúng ta sẽ đánh vào đây đáp án C, cattle station, trang trại nuôi gia súc. Hay như câu số 2, over 1000 seaplanes come and go on the water of Lake Hood Airport in Alaska. It's really a fun to watch. Hơn 1000 máy bay biển đến và đi trên hồ sân bay Hood ở Alaska. Nó thật sự là một cái gì đó thật vui để xem. Vậy thì đối với các phương án bên dưới, ta sẽ thấy ở vị trí này chúng ta sẽ phải điền vào scene, cảnh, một cái cảnh khá là vui nhộn chứ chúng ta không thể chọn là biểu tượng, hình tượng hay là puzzle, một câu đố hay là một sự rắc rối đúng không nào? Chúng ta sẽ chọn vào đây là scene, a fun scene, một cảnh khá là vui. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những câu còn lại chúng ta sẽ chọn lựa chọn đáp án nào là phù hợp để điền vào vị trí trống cho đúng với nội dung, ý nghĩa của câu mô tả. Sau khi đã hoàn thành xong hoạt động số 2, chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động số 3, Activity 3. 3. Decide if the sentences have a present meaning or a future meaning. Ở câu số 3, hoạt động số 3, các em sẽ quyết định xem liệu rằng các câu ở bên dưới nó mang nghĩa là hiện tại hay mang nghĩa tương lai. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Please phone me as soon as you arrive in Canberra. Xin vui lòng gọi cho tôi ngay khi bạn đến Canberra. Đây là một câu diễn tả một cái sự việc sẽ xảy ra ở trong tương lai, có nghĩa là khi nào đến thì mới gọi. Vì vậy, chúng ta sẽ lựa chọn vào đấy đáp án là F, future. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những câu còn lại chúng ta sẽ đánh vào đáp án nào là phù hợp. Xem thử các câu nó mang nghĩa hiện tại hay là tương lai nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Complete the sentences with the appropriate present tense of the verbs in brackets.
Ở câu hoạt động số 4, các em sẽ hoàn thành các câu được cho với thì hiện tại đơn ở thì hiện tại thích hợp cho các động từ được cho trong ngoặc. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Alaska, a state in the USA, the USA, both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. Alaska, một cái bang ở nước Mỹ, giáp với cả Bắc Cực và giáp với cả Thái Bình Dương. Ở đây ta có từ giáp với sẽ là động từ face, và đây là một cái hiện thực, một cái sự thật hiển nhiên. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây động từ theo thì hiện tại đơn, ta chia thành faces. Hay như câu số 2, ở Adelaide, phía bắc, phía nam của nước Úc, mặt trời sẽ không mọc cho đến lúc 9 giờ tối. Mặt trời sẽ không lặn cho đến 9 giờ tối vào mùa hè. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây động từ ở thì hiện tại nào, chúng ta sẽ lựa chọn thì hiện tại nào là phù hợp nhỉ? Nó là một sự thật hiển nhiên, vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn thì hiện tại đơn, đúng không nào? Chúng ta sẽ điền vào đây là doesn't set, nó sẽ không lặn cho đến lúc 9 giờ tối. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những câu còn lại với các từ động từ được cho và xem thử đối với mỗi câu chúng ta sẽ lựa chọn thì hiện tại nào là phù hợp để điền vào, điền chia cho các động từ được cho vào, điền vào các vị trí trống mà người ta đã đặt ở các câu. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng Activity 5 trong phần ôn tập Looking Back. 5. Work in groups. Discuss if the statements are correct. Đối với hoạt động số 5 này thì các em sẽ kiểm tra lại kiến thức của mình bằng cách làm việc theo nhóm và thảo luận xem thử những nhận định bên dưới này là đúng hay là sai. Ví dụ như ở nhận định đầu tiên ta có người Maori ở New Zealand mặc kilts, là có nghĩa là mặc cái loại váy. Cái loại váy có xếp ly ở đằng sau, váy dài đến đầu gối. Vậy thì các em sẽ xem thử nhận định này là đúng hay là sai. Hay như câu số 2, người ta đưa ra nhận định. Trong các nước, trong các quốc gia nói tiếng Anh thì Canada là đất nước có dân số lớn nhất. Các em sẽ xem thử những nhận định này là đúng hay sai và trả lời vào bên dưới. Sau khi đã hoàn thành xong phần bài làm của hoạt động số 5 này, các em sẽ tiếp tục với phần project. Project. Explore us. Phần project của bài học Unit 8, bài số 8 này sẽ có tên gọi là Explore Us, khám phá chúng tôi. These capital cities are great attractions. Những cái thành phố thủ đô này là những điểm thu hút du khách lớn. Working groups of 4 or 5. Các em sẽ làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 5. Thứ nhất, các em sẽ làm nghiên cứu về một trong những thành phố, sau đó lập ra danh sách những nơi và hoạt động mà em nghĩ là sẽ có thể thu hút khách đến thành phố. Sau đó, thứ hai, nhiệm vụ thứ hai, các em sẽ thiết kế một affix, một cái poster, một cái tấm quảng cáo lớn cho thành phố với hình ảnh và thông tin. Thứ ba, bước thứ ba, các em sẽ trình bày affix trước lớp và giới thiệu thành phố. Và cuối cùng là cả lớp sẽ bình chọn cho cái poster nào là poster thu hút nhất, hấp dẫn nhất. Đối với phần bài tập này, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án nhé. Good job! Vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay. Và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học mới, bài học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you!